sao mà mình đi vô trong đó? Lấy lại đôi giày bây giờ. Ông em nói cho anh biết, áo này ai tặng? Chị Phi Yến tặng em. Chào mọi người. Anh đừng nói với em là áo này Phi Yến tặng anh đấy nhá. Cuối cùng có thêm khác ai? Ngày xưa Nam Phong dễ thương biết là bao nhiêu. Ước gì tụi mình chưa từng gặp lại nhau ha. Đây là chuyện tranh ngày xưa mình sáng tác nè. Chúng ta sẽ luôn mỉm cười thì vận may sẽ luôn đến. Con phải là nhân vật chính chứ. Chị không chịu đâu. Chị ảo tưởng quá đi. Bộ chị không xem phim hả? Đồ dịch bầu xấu xí.